kính Phật đài, cứu khổ cứu nạn cho nhân gian bình yên ấm no. Chào đạo hữu, thi thị, chào Vinh Tân Lê. Con chắp tay thành kính Phật. Chào đạo hữu, thi thị. Câu ca thành tâm kinh dân
Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Kính chào tất cả các đạo hữu. Sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu Diên Hồng, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Sáng người cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn, Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương. Chào A Di Đà Phật, Tăng Mai Kha, Tùng Lê. Dưới tòa sen vàng gương trầm tỏ ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời. Sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu như cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu Diên Hồng, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ. Sáng người cứu người quan nàng qua cơn khó khăn, Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng trầm tòa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời, cho con được sống đời an vui, cho
rạng Kính chào tất cả các đạo hữu. Kính mời tất cả các đạo hữu cùng chúng ta cầu nguyện. A Di Đà Phật. Trân trọng kính chúc đại hộ đệ nhị chu niên kỳ khai đắc thắng mã đạo thành công. Lời cầu nguyện bằng tiếng Phạm của Francis A Di Đà Phật có 4 đề tài: Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, thứ hai Donald J. Trump Tổng thống Hoa Kỳ thắng cử Tổng thống nhiệm kỳ 2 và Quốc dân Mỹ. Mục thứ ba cầu nguyện cho Quốc dân Việt Nam. Mục thứ tư, Đảng Cộng sản Việt Nam sớm quay về với chánh nghĩa quốc gia sẽ được đối xử tử tế. Lạy Đấng Tối Cao Trời Phật, Thượng Đế, Hòa Hồng Thiên Sông Núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, phù hộ độ trì, ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia lâm thời để Tam Việt Nam Cộng Hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc vinh quang trường cửu, mỗi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời Thượng Nhương Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thế cũng phải đáng tự hào bất khuất và hùng anh. Đến theo gương sáng của vị lãnh đạo, tinh thần của chúng con đã thiên xưng A-di-đà-phật. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Ya Ya. Nam mô A Di Đà Bà Lô Yên Đế Thước Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Đỗ Bà Gia Ma Ha Tát Đỗ Bà Gia Ma Ha Ca Lâu Ni Ca Gia.
em tết bèn ra phép về su đét na đè tòa nam mô tất kiết lật đó y mong a di đà bà lô yết đề thất phật ra lăng bà già nam mô na ra cân thi hê ri ba bàn đa sa mê tất bà a tha dấu du bằng a thế dừng tết bà tết đa na ra ta bà ma phạt đẹp đầu đét điệt ta em a bà lô hê lô ca đê ca ra đê đi hê ri ma bồ đề tết đô tết bà ma ra ma hê ri đi dừng cô lô ước mong đô lô phạt sa gia đê ma phạt sa gia đê đa ra đi ri thất phật ra ya ra ya ra ya ma phạt ma ra mục đề y đê y đê thất na a ra sam phật ra sa lời phật sa phật ra sa ya hô lô ma ra hô lô eri ta ra tất ri tô rô bồ đề ya bồ đa ya bồ đa ya di đề ri na ra na con ri di ri sắc mi na ba ya ma na ta ba ha tất đa dạ ta bà ha ma ha tất đa dạ ta bà ha tất đa du nghệ tất bàn ra dạ ta bà ha na ra cân tri ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất đa tăng a mục khi dạ ta bà ma ha ta dạ ta bà ha dạ kiết ra a tất đa dạ ta bà ha bà đà ma yên tất đà dạ ta bà na ra cân tri bàn đà ra dạ ta bà ha ma bà la yên tất ra dạ ta bà ha nam mô a ra đắc na đà ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô yên đề thức bàn ra dạ ta bà ha na rất thiệt đô mang ra bẹt đà dạ ta bà ha ma ra 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 ya ya na ma ba ra ba ha đi đi tha phật ra ya ta ba an tất đi tu man ra ba đi ya ta ba nam mô a ra ra na ra ra ya ya nam mô a di đà ba lo yên đề thức bàn ra ya ta ba an tất đi tu man ra ba đi ya ta ba nam mô a ra ra na ra ra ya ya nam mô a di đà ba lo yên đề thức phật ra ya ta ba an tất tiệt đô man ra ba di ya ta ba nam mô a ra ra na ra ra ya ya nam mô a di đà ba lo yên đề thức bằng ra ya ta ba an tất tiệt đô man ra ba di ya ta ba nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đa ra ya ya nam mô a di đà bà lô yết đề thức bát ra ya bồ đề tát đô bà ya ma ha tát đô bà ya ma ha ca la ni ca ya an tát bàn ra phát chê su đét na đa tò nam mô tất kiết lật đó y mong a di đà bà lô yết đề thất phật ra lăng bà già nam mô na ra cân trì hê ri ma bàn đa sa mê tất bà a tha dấu du bằng a thê dừng tét bà tét đa na ma ta già ma phạt đẹp đầu đét đi ta an a bà lu hê lu ca đê ca ra đê đi hê ri ma bù đề tét đô tét bà ma ra ma hê ri đi dừng cô lô yết mong đô lô phạt sa gia đê ma phạt sa gia đê đa ra di đi thất phật ra gia ra gia ra gia ma phạt ma ra mục đề y đê thất na a ra sam phật ra sa lời phật sam ra sa gia hô lô ma ra hô lô
hi ri ta ra ta ra ta kri to ro bu de ya bu de ya bu da ya bu de ya di de ri ya na ra kan ti di re sak ni na ba ya ma na ta ba tất đa dạ ta bà ha ma ha tất đa dạ ta bà tất đa du nghệ tất bàn ra dạ ta bà na ra căn tri ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a mục khê dạ ta bà ma ha tất đa dạ ta bà ha và kiết ra a tất đa dạ ta bà ha ta ba ma yên tất ra ya ta ba ha na ra con tri ban đà ra ya ta ba ha ma ba la yên thiết ra ya ta ba ha nam mô na ra đa ra đà ra ya ya nam mô a di đà ba lo yên đề thiết ban ra ya ta ba ha an phật tiệt độ men ra bê ya ta ba ha nam mô a ra na na ra ra ya ya nam mô a di đà ba lo yên thế đức bạn ra ya ta ba an tất điệt đó men ra bê đi ya ta ba nam mô a ra na na ra 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 nam mô a di đà ba lo yên thế đức bạn ra ya ta ba an tất điệt đó men ra bê đi ya ta ba nam mô a ra na na ra 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 nam mô a di đà ba lo yên thế đức bạn ra dạ ta ba an tất điệt đô men ra bê đa dạ ta ba nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát thiên thủ thiên nhãn vua ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đa ra ya ya nam mô a di đà ba lo yết đề thước bát ra ya bồ đề tết đó bà ya ma ha tết đó bà ya ma ha ca la lu ni ca ya an tát bằng ra phật về so đát na đà to nam mô tất kiết lật đó y mong a di đà bà lo yết đề thất phật ra lăng bà ya nam mô na ra cân trì hê ri ma ha bần đa sa mê tất bà a tha dấu du bằng a thê dừng tát bà tát đa ma na bà ya ma phật đạt đầu đát đi ta an a bà lô hê lô ca đê ca ra đê đi hê ri ma ha bù đề tát đô tát bà ma ra ma hê ri đi dừng cô lô yết mông đô lô phật sa ya đê ma phật sa ya đê đa ra đi ri thất phật ra ya ra ya ra ya ma phật ma ra mục đề y đê y đê thất na a ra sâm phật ra sa lời phật sâm phật ra sa ra hô lô ma ra hô lô ta ri ta ri ta ra ta ri ta ri tô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đa ya bồ đề ya di đề ri ya na ra cần chi di ri sắc ni na ma ya ma na ta ba tất đa dạ ta bà ha ma ha tất đa dạ ta bà ha tất đa du nghệ tất bàn ra dạ ta bà ha na ra con tri ta bà ha na ra ta bà ha tất ra tăng a mục khê dạ ta bà ma ha tất đa dạ ta bà ha và kiết ra a tất đa dạ ta bà ha ba đà ma yên thất đa dạ ta ba ha a ra cần tri bèn đà ra dạ ta ba ha ma ba lời yên khất ra dạ ta ba ha nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ dạ nam mô a di đà ba lo yên đề bước phật ra dạ ta ba ha an tất tiệt đô men ra bê đi dạ ta ba ha
Nam mô A Di Đà Na Ra Ra Ya Ya Nam mô A Di Đà Bà Lo Yên Đề Thức Bạc Ra Ya Ta Bà Ha An Tất Điệt Đô Mạnh Ra Bà Đà Ya Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Na Ra Ra Ya Ya Nam mô A Di Đà Bà Lo Yên Đề Thức Bạc Ra Ya Ta Bà Ha An Tất Điệt Đô Mạnh Ra Bà Đà Ya Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Na Ra Ra Ya Ya Nam mô A Di Đà Bà Lo Yên Đề Thức Bạc Ra Ya Ta Bà An Tất Đề Tô Mạnh Ra Bà Đề Ya Ta Bà. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Ya Ya. Nam mô A Di Đà Bà Lo Yết Đề Thức Bát Ra Ya Bồ Đề Tát Đô Bà Ya Ma Tát Đô Bà Ya Ma Ca La Nu Ca Ya An Tát Bàn Ra Phật Giê Su Đát Na Đà Tô. Nam mô Tất Kiết Lật Đô Y Mông A Di Đà Bà Lo Yết Đề Phật Phật Ra Lăng Bà Ya. Nam mô Na Ra Cân Tỳ He Ri Ma Bàn Đa Sa Mê Tất Bà A Tha Dấu Du Bằng A Thế Dừng Tất Bà Tất Đa Na Ra Ta Ya Ma Phật Đạt Đầu Đất Điệt Tha An A Bà Lu He Lu Ca Đế Ca Ra Đế Đi He Ri Ma Bù Đề Tất Đô Tất Bà Ma Ra Ma Ra Ma He Ma He Ri Đi Dừng Cô Lô Cô Lô Yết Mông Đô Lô Đô Lô Phật Sa Gia Đế Ma Phật Sa Gia Đế Đa Ra Đa Ra Đi Ri Tập Phật Ra Gia Ra Gia Ra Gia Ma Ma Phật Ma Ra Mục Đề Hệ Y Đề Y Đề thật na a ra sam phật ra sa lời phật sa sam phật ra sa ya hồ lô ma ra hồ lô thề ri ta ra tất ri tô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đa ya bồ đề ya di đề ri ya na ra cần tri đi ri sắc ni na ba ya ma na ta ba tất đa dạ ta bà ha ma ha tất đa dạ ta bà ha tất đa du nghệ tất bàn ra dạ ta bà ha na ra con chi ta bà ha na ra ma ra ta bà ha tất ra tăng a mục khi dạ ta bà ma ha tất đa dạ ta bà ha dạ kiết ra a tất đa dạ ta bà ha Bà Đà Ma Yên Thất Ra Dạ Ta Bà Na Ra Con Chi Bàn Đà Ra Dạ Ta Bà Ha Ma Bà Lợi Yên Thất Ra Dạ Ta Bà Ha Nam Mô A Ra Đắc Na Đà Ra Dạ Dạ Nam Mô A Di Đà Bà Lo Yết Đề Thức Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha An Tiệt Đô Mạnh Ra Bà Đề Dạ Ta Bà Ha Nam mô A Di Đà Na Ra Ra Ya Ya Nam mô A Di Đà Bà Lo Yên Đề Thức Bạc Ra Ya Ta Bà Ha An Tất Điệt Đô Mạnh Ra Bà Đề Ya Ta Bà Ha Nam mô A Di Đà Na Ra 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 Nam mô A Di Đà Bà Lo Yên Đề Thức Bạc Ra Ya Ta Bà Ha An Tất Điệt Đô Mạnh Ra Bà Đề Ya Ta Bà Ha Nam mô A Di Đà Na Ra 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 Nam mô A Di Đà Bà Lo Yên Đề Thức Bạc Ra Ya Ta Bà Ya An Tất Điệt Đô Mạnh Ra Bà Đề Ya Ta Bà Ha Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiền thủ thiền nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Ya Ya. Nam mô A Di Đà Bà Lô Yết Đề Thức Bát Ra Ya Bồ Đề Tát Đô Bà Ya Ma Tát Đô Bà Ya Ma Ca Lô Ni Ca Ya An Tát Bàn Ra Phát Về Sô Đát Na Đà Tô. Nam mô Tất Kiết Lật Đô Y Mông A Di Đà Bà Lô Yết Đề Thức Phật Ra Lăng Bà Ya. Nam mô Na Ra Cầm Trì Hê Rì Ma Bành Đà Sa Mê Tát Bà A Tha Dấu Du Bằng A Thế Dừng Tát Bà Tát Đà Na Ma Bà Già Ma Phạt Đạt Đầu Đát Yết Tha An A Bà Lô Hê Lô Ca Đê Ca Ra Đê Đi Hê Rì Ma Bù Đề Tát Đô Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Rì Dừng Cô Lô Yết Mông Đô Lô Đô Lô Phạt Sa Gia Đê Ma Ha Phạt Sa Gia Đê Đà Ra Đi Đi Ri Thất Phật Ra Gia Ra Gia Ra Gia Ma Phạt Ma Ra Mục Đề Hệ Y Đê Y Đê thất na ra sam phật ra sa lời phật sam phật ra sa ya hu lô ma ra hu lô hê ri ta ra tất ri tô rô bù đô ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đề ri ya na ra cần ti đi ri sắc ni na ba ya ma na ta ba tất đa dạ ta bà ha ma ha tất đa dạ ta bà ha tất đa vô nghệ tất bàn ra dạ ta bà ha na ra cân chi ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a một khe dạ ta bà ma ha tất đa dạ ta bà ha ya kiết ra a tất đa dạ ta bà ha Bà đà ma yên thất ra dạ ta ba ta ra con tri bàn đà ra dạ ta bà ha ma bà lời thân yết ra dạ ta bà ha nam mô hắc ra đắc na đà ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô yết đề thức bàn ra dạ ta bà ha tất yết đô mang ta ra bà dạ ta bà ha Nam mô Hara Đắc Na Ra 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 Nam mô A Di Đà Bà Lô Yên Đề Thức Bàn Ra Dạ Ta Bà An Thất Điệt Đô Mạn Ra Bà Đề Dạ Ta Bà Nam mô Hara Đắc Na Ra Ra Ya Ya Nam mô A Di Đà Bà Lô Yên Đề Thức Bàn Ra Dạ Ta Bà An Thất Điệt Đô Mạn Ra Bà Đề Dạ Ta Bà Nam mô Hắc Ra Đắc Na Ra Ya 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 Nam mô A Di Đà Bà Lô Yên Đề Thức Bàn Ra Dạ Ta Bà An Tất Điệt Tô Mạn Ra Bà Đi Dạ Ta Bà Nam mô Hắc Ra Đắc Na Ra 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 Nam mô A Di Đà Bà Lô Yên Đề Thức Phật Ra Dạ Ta Bà An Tất Điệt Tô Mạn Ra Bà Đi Dạ Ta Bà Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiền thủ thiền nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Ya Ya. Nam mô A Di Đà Bà Lô Yết Đề Thức Bát Ra Ya Bồ Đề Tát Đô Bà Ya Ma Tát Đô Bà Ya Ma Ca La Ni Ca Ya An Tát Bàn Ra Phát Về Sô Đát Na Đà Tô. Nam mô Thất Kiết Lật Đô Y Mông A Di Đà Bà Lô Yết Đề Thất Phật Ra Lăng Bà Già Nam Mô Na Ra Cân Tì Hê Rì Ma Bành Đà Sa Mê Tất Bà A Tha Dấu Đu Bằng A Thê Dừng Tát Bà Tát Đà Ma Ra Bà Già Ma Phạt Đạt Đầu Đát Điệt Tha An A Bà Lô Hê Lô Ca Đê Ca Ra Đê Đi Hê Rì
Ma Bồ Đề Tát Đô Tát Bà Tát Bà Ma Ra Ma He Đi Đi Dừng Cô Lô Uyết Mông Đô Lô Phạt Sa Gia Đê Ma Phạt Sa Gia Đê Đà Ra Đi Rì Thất Phật Raya 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 Ma Ma Phạt Ma Ra Mục Đê Hê Y Đê Y Đê thật na arasam phật ra sa lời phật sam phật ra sa ya hồ lô mara hồ lô heri tara tara tắc rì toro toro bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đề di ya na ra cần tri di rì sắc ni na ba ya ma na ta ba ha tất đa dạ ta bà ha ma ha tất đa dạ ta bà ha tất đa du nghệ tất bàn ra dạ ta bà ha na ra cân chi ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a mục khê dạ ta bà ma ha tất đa dạ ta bà ha dạ tiết a ra tất đa dạ ta bà ha Bà đà ma yên tất ra dạ ta bà ha Na ra cân tri bàn đà ra dạ ta bà ha Ma bà lờ yên thiết ra dạ ta bà ha Nam mô hát ra đắc na Đà ra dạ dạ Nam mô a ri dạ bà lô yết đề thức bàn ra dạ ta bà ha An tất điệt đô men ra bà đề dạ ta bà ha Nam mô hát ra đắc na ra ra dạ dạ Nam mô a di đà bà lo yên đề thức bà ra dạ ta bà ha An tất điệt đô mẹ ra bà đề dạ ta bà ha Nam mô hát ra đắc na ra 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 Nam mô a di đà bà lo yên đề thức bà ra dạ ta bà ha An tất điệt đô mẹ ra dạ ta bà ha Nam mô A Di Đà Na Ra Ra Ya Ya Nam mô A Di Đà Bà Lo Yên Đề Thức Bàn Ra Ya Ta Bà An Tất Đề Tô Mơ Ra Bà Đề Ya Ta Bà Ha Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thỉnh tu tiên nhãn vô ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Ya Ya. Nam mô A Di Đà Bà Lo Yết Đề. Thước bát ra gia bồ đề tát đô bà gia ma ha tát đô bà gia ma ha ca la ni ca gia an tát bèn ra phật về su đát na đà tô nam mô tất kết lực đô y mong a di đà bà lô yết đề phật phật ra lăng bà gia nam mô na ra cân tỳ hê ri ma bàn đa sa mê tất bà a tha dầu du bằng a thế dừng tất bà tất đà na ra bà già ma phạt đẹp đầu đất yết tha an a bà lu hê lu ca đê ca ra đê đi hê ri ma bù đề tất đô tất bà ma ra ma hê ri dừng cô lô yết mông đô lô phạt sa gia đê ma phạt sa gia đê đà ra di ri thất phật raya 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 ma ma phạt ma ra mục đề hê y đê y đê thật na arasam phật ra sa lời phật sam phật ra sa ya hồ lô ma ra hồ lô mây ri ta ra tắc ri toro toro Bồ đề ya Bồ đề ya Bồ đề ya Bồ đề ya Di đề ri ya na ra cần tri di ri sắc ni na ba ya ma na ta ba ha tất đa dạ ta bà ha ma ha tất đa dạ ta bà ha tất đa du nghệ tất bèn ra dạ ta bà ha na ra cân chi ta bà ha na ra ta bà ha
tất ra tăng a mục khê giá ta bà ha ta bà ma ha tất đa giá ta bà ha giá kiết ra a tất đa giá ta bà ha bà đà ma yên tất ra giá ta bà ha na ra con tri bàn đà ra giá ta bà ha ma bà la yên thiết ra giá ta bà ha nam mô ha ra đắc na Na ra ya ya nam mô a di đà ba lo yên đề thước bạch ra ya ta ba ha tất điệt đô mẹ ra bạch di ya ta ba ha nam mô a ra đắc na đa ra ya ya nam mô a di đà ba lo yên đề thước bạch ra ya ta ba ha tất điệt đô mẹ ra bạch di ya ta ba ha nam mô a ra đắc na đa ra 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 nam mô ya ba lo yên đề thước bạch ra ya ta ba ha an tất điệt đô mẹ ra bạch di ya ta ba ha nam mô a ra đắc na ra 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 nam mô a di đà ba lo yên đề thước bạch ra ya ta ba ha an tất điệt đô mẹ ra bạch di ya ta ba ha nam mô a ra đắc na ra ra ya ya nam mô a di đà ba lo yên đề thước bạch ra ya ta ba ha an tất điệt đô mẹ ra bạch di ya ta ba ha nam mô a ra đắc na đa ra ya ya nam mô a di đà ba lo yên đề thức phật ra ya ta ba đấng ấp tuyệt đô tuyệt ra bà ra ya ta ba ha nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật cảm ơn quý vị đã cùng tôi cầu nguyện. Rất cảm ơn quý vị. Quý vị đã thuộc hết kênh rồi, có đúng không? Quý vị. Quý vị rất là giỏi. Đúng không? Quý vị khỏe không? Mời quý vị uống nước. Lấy về tổng kinh mà quên uống nước. Quý vị. Chào Trần Chiêu. Tình quang cõi Phật Đại Di Đà Phật Tâm. Chào Thứ Hi. Lời nguyện cứu chúng sanh, hồng danh sao chữ lành. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng. Chúng ta hôm nay là không phải cuộc chiến bằng binh đao nữa, mà cuộc chiến chánh tà. Cho nên chúng ta cần phải tụng kinh cầu nguyện. Thì cái cầu nguyện mới giải thoát được khỏi cái tà quyền của tập đoàn Cộng sản. Là vua chuyển luân thánh dương tên vô chánh niệm
đã phát thệ nguyện. Chào anh Na Phiên. Bảo tàng Như Lai. Chào Linh Thần. Vô lượng thanh tịnh. Chào sư tỷ Triệu Thị Trinh A Di Đà Phật. Rất cảm ơn quý vị đã cùng tôi cầu nguyện cho vóc thái dân an. Vô lượng thọ là một ngôi giáo chủ trên cõi lạc ban, mở môn phương tiện độ chúng sanh ra khỏi ta bà, đem về tịnh độ. Chào Kim Hoàng. Pháp môn tịnh độ là niệm Phật, cầu nguyện giảng sanh về cõi cực lạc. Niệm Phật được nhất tâm bất loạn, đến khi lâm chung, Phật A Di Đà cùng Quán Thế Âm và Đại Thế Chí tiếp dẫn về cực lạc Tây Phương. Quý vị thuộc hết bài kinh rồi các đúng không? Quý vị giỏi thật rồi. Nghe một bài nhạc A Di Đà Phật rồi chúng ta chia sẻ nha. Ngày cuối tuần mà. Ok, kính chào tất cả các chư vị mới vào diễn đàn. Chúng ta mới vừa rồi đã cầu xong bài kinh của hàng tuần và cầu mong cho tất cả thế giới được bình an và cầu nguyện cho tất cả quốc dân Việt Nam sớm thoát khỏi ách thống trị tàu quyền cộng sản. Cầu nguyện cho Tổng thống Donald Trump được đắc cử nhiệm kỳ 2 để giải quyết cái nạn tà quyền của xã hội chủ nghĩa trên hòn vũ. Cầu nguyện cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân sớm trở về lại quê hương để giải thể tà quyền cộng sản Việt Nam. Cầu nguyện cho tập đoàn cộng sản sớm quay về với chính nghĩa quốc gia sẽ được đối xử tử tế. Cầu nguyện cho tất cả các hiệp sĩ trong diễn đàn của Francis sớm thức tỉnh và trở về cùng quốc dân. Kính thưa quý vị, để tam Việt Nam Cộng Hòa lấy lại đất tổ không làm khổ dân, xin phép tôi được nêu ra cái sắc lệnh số 001 Tổng thống 2019-01-14. Sắc lệnh này đã được đọc mấy năm về trước, nhưng bây giờ tôi cảm thấy cần nên tiếp tục đọc lại để cho tất cả các anh em quân lực Việt Nam Cộng Hòa hậu vệ được nhìn thấy cái sự lo lắng của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa cho tất cả các hai nền đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa như thế nào. Trích yếu
phục hồi danh dự cho gia đình con cháu hội vệ Việt Nam Cộng Hòa. Xét thấy ngày 30 tháng 4 năm 1975 bị Cộng sản Việt Nam cướp nước, các gia đình con cháu hội vệ Việt Nam Cộng Hòa bị đối xử phân biệt một cách tàn nhẫn. Họ đã và đang chịu đựng trăm ngàn nỗi khổ đau, oan kiêng nhục nhã, gia đình ly tán mất mát, còn phải được phục hồi nhân phẩm và danh dự. Do đó, Tổng thống Đào Minh Quân quyết định điều 1. Chọn ngày 16 tháng 2 năm 2019 để phục hồi danh dự, tư cách và nhân phẩm cho tất cả gia đình con cháu hội vệ Việt Nam Cộng Hòa. Điều 2. Con cháu hội vệ Việt Nam Cộng Hòa tham dự ngày ra mắt Liên đoàn Hội vệ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đều được vinh danh và ưu tiên cấp chứng chỉ công dân Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Điều 3. Tất cả gia đình con cháu hội vệ Việt Nam Cộng Hòa có cha anh hay đích thân tham gia chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời với quyết tâm hỗ trợ hội thuẫn chế độ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa xây dựng lại quê hương, phát triển đất nước lên ngang hàng với các quốc gia văn minh tân tiến trên thế giới, được Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc xác minh lý lịch, đều được truy tặng bội tinh toàn dân bảo vệ non sông. Điều 4. Sắc lệnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 5. Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa có nhiệm vụ thi hành, đúc kết thành lập danh sách để truy tặng bội tinh và cấp phát chứng chỉ trong ngày ra mắt Hội đồng đại diện Liên đoàn Hội vệ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa ngày 16 tháng 2 năm 2019, Tổng thống Đào Minh Quân ấn ký. Kính thưa quý vị, cuộc chiến quốc cộng vô cùng tàn bạo. Chúng ta bị tập đoàn Cộng sản nó quấn phá khắp mọi khía cạnh, trong mọi tình huống, mọi giới. Nhưng Tổng thống Đào Minh Quân không bao giờ quên những cái thế hệ của hội vệ Việt Nam Cộng Hòa. Ngài luôn quan tâm để bảo vệ cái danh dự cho tất cả các hội vệ của Việt Nam Cộng Hòa, đệ nhất hay đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Ngài luôn băn khoăn và lo lắng bảo vệ, gìn giữ những cái tiền phong mỹ tục, những cái hội vệ cần nên bảo vệ, bởi vì cái đó là cái vinh dự khi Ngài là một vị lãnh đạo của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên tất cả các anh em hội vệ Việt Nam Cộng Hòa, các anh chị em luôn luôn được Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ, chứ không phải chỉ có nghĩ đến Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa mà để rơi tất cả các anh chị em. Cho nên tất cả các anh chị em trong đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa cũng phải có bổn phận và trách nhiệm tha thiết bên cạnh chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, cùng quốc dân Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa xây dựng đất nước và quấn giặc ngoại xâm. Tình huống này, tất cả chúng ta đều cùng một thuyền gìn giữ quê hương. Biết bao nhiêu nỗi khó khăn mà Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa phải chịu đựng và phải ken qua, mà nhất định không quên một khía cạnh nào của đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa hay là đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa lưu lại. Vì thế chúng ta đừng bao giờ nghe bất cứ một những con người đánh phá chúng ta, và chúng ta mũi lòng, yếu lòng và theo họ và làm lợi cho họ.
rồi cuộc giải phóng dân tộc sẽ trì tệ và kéo dài lê thê theo thời gian. Vì thế tất cả anh em chúng ta luôn phải có cái trách nhiệm. Chỉ có hai phía cạnh thôi, một là cộng sản, hai là quốc gia. Nếu anh không phải là cộng sản thì anh là quốc gia. Mà là quốc gia là phải chung tay góp sức để bảo vệ đất nước, để ngăn chặn ngoại xâm. Chứ không thể nói rằng anh là người quốc gia mà không phải ở phe này hay phe khác. Chỉ có hai chiến tuyến trong ngày hôm nay: chánh và tà, quốc cộng, phân minh. Cho nên tất cả các anh em đừng bao giờ xem mình khác người, mà hãy chung tay với lại Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Ngài Tổng thống Đào Minh Quân đã ban ra sắc lệnh như thế, thì Ngài gói trọn hết tất cả thời đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa cùng chung trong một mối Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta cùng nhau xây dựng đất nước, canh tân đất nước, bảo vệ non sông, quýnh giặc ngoại xâm. Bây giờ chúng ta chỉ có hai chiến tuyến mà thôi. Nếu anh không theo tôi thì anh chỉ là cộng sản thôi, chứ không có thể nào anh ở trong một cái giới thứ ba nào nữa. Ngày hôm nay và đến những ngày mai kế tiếp là những ngày chúng ta chỉ có hai chiến tuyến để mà nói, để mà thực hành trên quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Nếu anh không theo đệ nhị Tam Việt Nam Cộng Hòa thì anh chỉ là cộng sản mà thôi. Cho nên tất cả quốc dân Việt Nam hãy nên lưu ý điều đó. Chúng ta hôm nay đang đi đến tới mục đích. Chúng ta không thể nào mà đánh giặc dọc đường và nghe những con người thiếu trách nhiệm, tư duy chiến đấu bị bại luôn, mất khuynh hướng đấu tranh, cho nên biện ra mọi cái lý do để vẽ đường dẫn lối cho những cái con người yếu kém tư duy. Cho nên tất cả các anh chị em hãy cho quốc dân Việt Nam một cơ hội để cùng nhau xây dựng đất nước. Đây là cái thời buổi đánh thẳng và đánh trúng vào xào huyệt lừa bịp của tập đoàn cộng sản. Không cho tập đoàn cộng sản có một cơ hội nào để lừa bịp quốc dân nữa. Tổng thống Donald Trump đánh cái đám dư luận bẩn thỉu kia xiển miễn từng phút từng giây. Cho nên chúng ta cũng phải quyết tâm đừng bao giờ cho tập đoàn cộng sản, cái đám hiệp sĩ ganh tị viên sắc động xỏ mũi dắt chúng ta đi. Chúng ta có tâm quyết mà lại để những con người thiếu ý chí về đất nước dắt mũi chúng ta đi sao? Cho nên tất cả quý anh chị em hãy cho quốc dân Việt Nam cơ hội quý vị đang có. Chứ quý vị nghĩ rằng là quý vị có một giới thứ ba để cho quý vị đứng hay sao? Quý vị nên nhớ, nếu quý vị không trở về với chính nghĩa quốc gia thì quý vị chỉ là cộng sản. Khi Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về chấp chính trong những ngày tháng gần đây nhất, thì lúc đó quý vị đừng có than trong thân trách phận rằng là quý vị cũng đã từng đấu tranh nhưng sao là quý vị bị đứng ra ở bên bờ lề. Thì tôi xin thưa rằng quý vị không phải đứng ra, bị đứng ra bên bờ lề hoặc là bị đưa ra bên bờ lề, mà chính quý vị bước ra bên bờ lề đó mà đứng, chứ không phải Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đặt quý vị trên bờ lề đâu. Như tôi đã thưa, trong cuộc chiến này chỉ có hai đường mà thôi. Một là anh là cộng sản, hoặc là anh là quốc gia. Anh không thể nào lưỡng lự được. Anh không thể nào mà để cái gánh đất nước để trên vai bất cứ một người nào, mà tất cả chúng ta đều có bổn phận trách nhiệm với đất nước.
Chúng ta tự cho là hiểu biết mà để cái người ngu dốt tập đoàn cộng sản nó cai trị trên quốc dân Việt Nam, nó hà hiếp trên quốc dân Việt Nam gần cả trăm năm trôi qua mà không cảm thấy nhục hay sao? Hôm nay chẳng qua là quý vị là bởi cái tôi quá lớn đi, chứ quý vị cũng giống là thầm mơ ước được rằng là xã hội chủ nghĩa là phải chung sống nó càng sớm càng tốt. Cái tôi quý vị quá lớn, không có khả năng tiêu diệt được cái tôi thì quý vị không có khả năng giống bước cùng chính phủ để tam Việt Nam Cộng Hòa xây dựng đất nước cả. Ngày hôm nay ở trong đất nước Việt Nam, quý vị nhìn thấy, quý vị mỗi lần thấy công an nó đánh người dân, quý vị tức lắm, đúng không? Nhưng quý vị chẳng làm được cái gì cả. Bởi vì quý vị mất cái phương hướng đấu tranh, cho nên quý vị nhìn thấy cái đồng bạn của mình bị côn đồ công an cộng sản nó đánh như là một miếng dĩa rách, nó đánh như một cái mền rách gì đó. Nhưng quý vị cũng hằng mơ ước được rằng là có một sự gì thay đổi đó. Mà đây là thể chế để tam Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một cái con thuyền cuối cùng rời bến. Đây là cái con tàu hỏa cuối cùng để rời sân ga. Quý vị không bước lên thì quý vị vẫn ở chùm bước lại đó suốt cả dòng đời còn lại của quý vị mà thôi. Cái sự mơ ước của quý vị được có sự thay đổi ở trong nước mà quý vị không nào làm nên điều gì, quý vị đem cái sự mơ ước thôi. Như vậy thì làm sao có được sự thay đổi? Cho nên quý vị cần phải là chung tay góp sức trong đó. Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân luôn đem cái tình nghĩa con người ra đối với lại quý vị, mở rộng vòng tay đón chào quý vị hết tất cả, bỏ cộng còn việc, việc không giết việc, cơ mà không chi quý vị đâu phải là việc cộng đâu, quý vị đâu phải là cộng sản đâu, có đúng không? Nhưng mà bởi vì cái tôi của quý vị, rất cái tôi vô cùng bẩn thỉu của quý vị làm chán đi cái đường tiến thân của quý vị, có đúng không? Cái tôi của quý vị nó mới làm lên một cái khó khăn. Chứ ngồi ra nếu quý vị mà dẹp được cái tôi ích kỷ nhỏ mọn đó thì quý vị làm một chiến sĩ tiền phương rất là hữu dụng cho quốc gia dân tộc. Khi quý vị thấy cái sự đau đớn trong đất nước, quý vị nhìn thấy, thấy không? Thấy mấy anh công an, thấy anh Thành hôm qua anh có làm livestream, anh đại quý Thành, đại quý công an Thành, anh nói anh ra tới miền Trung, anh thị xét ở ngoài đó, anh thấy cái dân miền Trung là cái đám lãnh đạo cộng sản miền Trung là một cái loại là ngu dốt, không biết là điều hành đất nước khi mà nước lụt như thế nào. Khi anh ra và ngồi đó, anh thấy có nhiều người, rất nhiều người không bao giờ, chưa bao giờ nhận được cái sự tài trợ gì mà cái số tiền hàng tỷ, gọi là hàng tỷ của Việt Nam, ngân hàng Việt Nam mở bao để cứu trợ, mà nó đi về đâu, nó đi về trong cái túi của cái tên nào chứ không phải đến tới người dân. Tập đoàn cộng sản, cái đám công an ngày hôm nay cũng đang thức tỉnh và nó đang nhìn thấy những anh Thành, anh Mười rồi anh Tú, anh Thành, anh Mười rồi người ta bước ra giả từ cái đảng công an bẩn thỉu đó, người ta bước ra, bây giờ người ta cảm thấy được đón chào bởi quốc dân. Còn họ, những người hiện đang vướng trong cái vòng làm việc đàn áp của tập đoàn cộng sản, họ nao nức xem có một ngày kia họ cũng bước ngay như bước ra ngoài xã hội cũng như anh Thành, anh Mười vân vân vậy đó. Đây là cái đám mà công an, còn quý vị là người dân, quốc dân Việt Nam, đừng bao giờ nghe những cái thứ lừa bịp. Quý vị phải nói là Kiều, lại tôi lấy Kiều một câu, ở trong như đã mà mặt ngồi còn e, trời ơi quý vị, khói lắc cờ vàng ba sọc đỏ tung bay ở Dinh Độc Lập lắm, đúng không? Rất là khói. Nhưng mà quý vị là bởi vì cái tôi đáng trách của quý vị nó bí đường bí lối quý vị, cho nên quý vị không có khả năng bước vô để tam Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là cho cơ hội cho quốc dân Việt Nam một cái cơ hội cuối cùng. Quý vị đi đánh phá chỗ này, hãy thấy ai mà
treo là cờ vàng ba sọc đỏ thì quý vị đánh phá rồi quý vị là a tỷ a muội lên trên những cái câu văn thiếu văn hóa, cái quý vị phải nói là nó lố bịch, phải không? Nhưng mà quý vị nên nhớ, quý vị mà chat lên như thế đó là quý vị phải thắp nhang cầu nguyện cho là Đảng Cộng sản Việt Nam nó sống trường cửu thì họ may, chứ nếu một ngày kia nếu cờ vàng ba sọc đỏ tung bay trở về trên đất nước hai miền Nam Bắc của Việt Nam thì tôi là người chấp chánh, tôi là người chấp pháp, xin lỗi, tôi là người chấp pháp, thì lúc đó là quý vị có chạy trên mây tôi cũng bay theo, tôi bắt xuống. Nên nhớ điều đó, quý vị có chui vô lòng đất tôi cũng đào banh ta lông lên tôi bắt quý vị, bắt lên để làm gì? Tôi không hại tội, để cho quý vị, tôi chứng minh quý vị việc làm của tôi sự thật đơn giản vậy thôi, chứ tôi không có làm tội, tôi không phải là người làm tội quý vị, mà chính quý vị bị làm tội chứ không phải tôi là người làm tội. Mà tôi có bổn phận là bắt quý vị thế thôi, và chứng minh cho quý vị biết việc làm của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là đúng, và quốc dân mong muốn được nhìn thấy những con người thờ ơ vô trách nhiệm, những cái loại người mà không biết cái đồng đội của mình là đang khao khát về cái chuyện tự do dân chủ như thế nào. Chính cả quý vị cũng mơ ước được có cái sự tự do dân chủ của đâu, nhưng mà quý vị chưa bao giờ có khả năng là can đảm. Quý vị phải nói là rất là hèn, những người mà quýnh chách chát tiêu cực trên diễn đàn tôi rất là hèn, bởi vì các anh chưa bao giờ dám mà ngang nhiên giống như các anh công an ở trong nước. Người ta ở trong nước đó, người ta bỏ thẻ đen, người ta đốt bằng khen, đốt thẻ đen, đốt quần áo làm việc của họ. Họ xem đây là không phải đốt bộ quần áo làm việc, đây là không phải đốt thẻ đen, đây là không phải đốt bằng khen của đảng cấp, mà đây là đốt toàn diện cả một chánh thể ăn cướp của tập đoàn Cộng sản. Chứ không phải là chỉ đốt cái bằng khen, chỉ đốt quần áo, chỉ đốt là cái thẻ đảng viên đó, đúng không? Anh mời đó, anh đốt là đốt nguyên cả một cái tập đảng bù nhìn cộng sản, một cái xã hội chủ nghĩa, chứ không phải là đốt cái bằng khen không. Nhưng mà các anh ở trong diễn đàn tôi, các anh phải nói là quá yếu kém về cái tư duy của mình. Bởi vì sao? Bởi vì các anh là chỉ biết là thập kỷ bánh xe thôi, cho nên tôi mới nâng cấp cho quý vị lên thành là hiệp sĩ trong giới đàn tôi, chứ thật mấy anh quá thấp kém. Vừa thấp kém là cộng thêm một cái nữa là yếu đuối tư duy, yếu đuối mất phương hướng đấu tranh. Những tấm gương sáng của các tiền nhân chúng ta để lại không có thể mở mắt được quý vị. Thật sự cái tôi của quý vị quá lớn, nó thành một cái tội. Những con người lên đánh phá tôi ra toàn là tôi được kiểm tra là một vô số là hạng người thất nghiệp nè nha, ngáo đá nè, ma tí xì ke lưu manh nè, xã hội đen nè. Cho nên là quý vị là những thành phần đó, đó. Là thất nghiệp, và những con người đó ở trong nước thất nghiệp là 60%, chờ đất nước mà thất nghiệp 60% thì thấy kinh khiếp. Những người mà làm việc ở trong nhà nước chỉ có 20% thôi, là con có cán bộ rồi xã ấp đồ. Những con người rồi 10% là quý vị phải bỏ vốn cổ đông vô thử quý vị mới có được cái việc làm ở bên trong, thấy không? Thấy nó bê quen tổ cạn hết quý vị, thế mà quý vị vẫn còn cúi đầu vô trong đó. Người làm việc phải lo lúc đút lót tiền có cái nơi chỗ để mới làm việc được. Thì thấy mới lạ, quý vị là thành phần là phải nói là không có công ăn việc làm, rồi là quý vị được có cái iPhone chạy lên đây chat chat với tôi, bởi vì quý vị chưa bao giờ có khả năng tưởng tượng rằng cái việc làm mà giải thể cái tàu quyền cộng sản Việt Nam mà nó được hoạch định
Cho nên quý vị là nhìn thấy nó vô cùng to lớn đối với quý vị, là quý vị là lên đây là nghĩ rằng là tôi không có thể đưa những cái điều đó đi đến tới cái chỗ bến bờ, ha? Rồi quý vị chát chát lên đây, rồi quý vị tạo ra cái điều kiện giống như quý vị cũng biết là chánh trị chánh em, rồi lên diễn đàn Francis là gì, là chát 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 lên cho người ta biết mình cũng là chánh trị chánh em, ha? Chứ thật ra quý vị cũng là mơ ước được là Đảng Cộng sản Việt Nam nó sập đi cho càng sớm càng tốt, đúng không? Nhưng mà cái tôi quý vị nó bự quá, nó thành cái tội. Cho nên nó là quý vị hiện bây giờ chưa thức tỉnh, chưa mở mắt, chờ cây dùi cui họ nó đập lên cho với anh mớ nữa, nó dớt bên phải một cái, quý dớt bên trái một cái, nó quýnh cho hàm răng cho tanh, không còn miếng để mà hút cháo. Thì lúc quý vị mới la, quý vị sẽ la là giống như mấy cái bà mẹ Việt Nam anh hùng của Cộng sản này. Việt Nam Cộng Hòa cứu tôi, hậu nhỏ tôi cho nó ăn, tôi đào hầm, tôi giấu nó dưới đó. Bây giờ nó nắm chính quyền rồi, lên giờ nó quánh tôi, nó lôi tôi sệt sệt như thế này nè. Việt Nam Cộng Hòa ơi, cứu tôi. Đó. Rồi một ngày kia, Cộng sản nó lấy dù cô nó đập những cái con người mà tôi nói là, phải nói là chỉ cần sơ hở một chút xíu nó cũng đập, nó lấy xe chỉ sơ hở một chút xíu nó cũng đánh, chứ không phải nó phạt. Nó nói tiếng trước tiếng sau nó giọng một cái để chi, để nó dạy cho nha, quý vị những cái bài học là cái tội gì, là tội gì, là cái tội thiếu can đảm, không vì quốc dân, không vì quốc dân đất nước, cái tội thiếu can đảm để Cộng sản nó dạy cho thêm mớ bài học nữa. Trời, quý vị chửi tôi chứ quý vị dám ở trong nước quý vị xuống quý vị chỉ mặt công an nó hà hiếp quốc dân, nó phạt một cách là lố bịch mà nó không dám lấy tiền, quý vị dám chửi không? Trời, chửi nó xách rồi nó đập trong trận, nó đem lên đường công an nhốt trên đó luôn, đúng không? Cho nên là quý vị tôi nói thành phần quý vị chán quá trời đi. Quý vị là dân là đã vừa nghèo và không có tiền, trời ơi, con gái thì đi làm gái, còn con trai là đi hôi của. Tôi nói tôi nhận nhiều cái thông tin ở trong nước đưa ra, tôi nói nhìn thấy quý vị thấy thương lắm. Cho nên cuộc đời của quý vị gần như là nó chấm câu tại đó, chạy xe ôm xe đồ tranh giành cho kinh khiếp. Đợt vừa rồi tôi về trong nước, tôi nói nội cái mà xe ôm mình tranh giành với nhau, có mình muốn xé mình làm hai vậy đó. Rồi không có gì làm thì cái anh chạy lên diễn đàn con Francis này bày đặt là a tỷ a muội, đó thì tôi xin thưa quý vị, bữa nay là cuối tuần nên nhớ là thứ sáu ngày 13 thứ sáu công nhận. Ngày 13 và thứ sáu đó, đúng không? Cái ngày này hầu như là ở Âu Châu người ta kỹ cái ngày này hay sao? Ngày 13 thứ sáu quý vị nên nhớ là chạy xe ra đường phải cẩn thận nghe quý vị. Phải không? Quý vị bữa nay ngày 13 thứ sáu đó nha. Quý vị thứ nhất là diễn đàn của tôi là giờ tôi đã cầu nguyện rất là nghiêm chỉnh. Quý vị nào mà lên đây mà tôi đang cầu nguyện mà quý vị đánh chết chát ở dưới đó nó không có đúng cái tiêu chuẩn đó, thì bữa nay là cái ngày 13, cái ngày mà gọi là phán viết, ma quỷ nó phán viết. Cho nên hãy cẩn thận á, đừng có run nha. Có gan thì đừng có run. Cho nên là xin thưa quý vị, khi mà quý vị quên đi, bỏ đi những cái cá tính từ ngày xưa tới giờ quý vị đã mang theo, bắt đầu từ ngày hôm nay, Tổng thống Donald Trump bắt đầu dỡ cái bài tẩy lên, bắt trọn ổ những cái dũng bùn mà có những con lăng quăng gì đó, ngày tác này bắt trọn vẹn hết. Cho Tập Cận Bình ở bên kia cho nó cảm thấy nó run sợ. Rồi thêm nó là Nguyễn Phú Trọng. Wow, tôi mới vừa thấy cái clip nhỏ con tên Nguyễn Phú Trọng, phải nói là tội nghiệp. Rồi nó đi giống như một sự bệnh hoạn tàn bạo luôn, mà phải có người dắt.
mà cái miệng muốn nói là phải hạ lên, phải méo qua méo lại nhiều lần thì mới có khả năng mà nói ra được cái câu gì. Tôi nói nhìn thấy cái cảnh đó mà thấy mà thương tâm đó. Vậy mà quý vị vẫn cúi đầu tung hô vạn tế đó, thấy không? Thấy cái thứ bệnh họ nó lãnh đạo như thế đó thì đất nước thì còn gì, quốc dân cũng bệnh theo, có đúng không? Cho nên cái đám lãnh đạo mà bệnh họ như thế thì cái đám tò le ống kia ở dưới kia thì nó cũng là cũng càng bệnh hơn nữa, bệnh hơn Nguyễn Phú Trọng nữa. Cũng như trong diễn đàn đó tôi là quý vị lên đây tiêu cực, mấy vị còn bệnh hoạn hơn là tên Nguyễn Phú Trọng. Bởi vì cấp lãnh đạo của quý vị nó đã là cái hạng người bệnh hoạn rồi, đúng không? Thì quý vị lên đây, quý vị chắc chắc trên diễn đàn của tôi, quý vị cũng là một cái thành phần bệnh hoạn đó thôi, đúng không? Cho nên là quý vị, tôi cũng tha thứ cho quý vị. Quý vị không phải là cộng sản đâu, tôi biết chắc như vậy. Nhưng mà quý vị, bởi vì quý vị là cảm thấy là tức ăn tức ở cái gì đó, mà quý vị đâu có tài cán gì đâu mà quý vị lại tức ăn tức ở sao được. Quý vị là đòi là lãnh đạo chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là người phải là tài giỏi. Như vậy tôi muốn hỏi quý vị, cái người nào mới là gọi là tài giỏi đây? Ha, chỗ này chúng ta chia sẻ chút xíu ha. Người nào mà quý vị mới gọi là cho là tài giỏi? Cỡ như khoa học gia không? Mới tài giỏi không? Cỡ như là tiến sĩ, đối với quý vị có tài giỏi không? Cỡ như giáo sư, đối với quý vị có tài giỏi không? Cỡ như luật sư, quý vị có tài cảm thấy có tài giỏi không? Hoặc là nghị viên, nghị sĩ, bác sĩ rồi, quý vị cho những hạng người đó có tài giỏi không? Mà tôi thưa bữa hôm qua quý vị, những cái bậc mà nói là cái bậc mà sĩ sĩ đó, nó đặt không đúng chỗ. Mà nhân gian nói là những cái bọn mà sĩ sĩ đó mà đặt không trúng chỗ, nó còn tệ còn phân nữa đó quý vị. Nó còn tệ, tệ lắm. Mà tôi đã thưa quý vị rằng là ngày hôm nay đất nước Việt Nam chỉ cần người dám làm chứ không phải cần người dám đau, đúng không? Đâu cần người giám đốc đâu, trời chưa. Quốc gia Việt Nam nó chia rất là nhiều thành phần. Thành phần là bắt đầu cũng giống như là một cái lá thơ vậy. Quốc gia đất nước Việt Nam giống như một lá thơ, là tiếng đầu là cái đầu của lá thơ, hoặc cái thân mình, cái thân của lá thơ, hoặc cái cuối của cái lá thơ. Nó có từng giai đoạn như vậy chứ. Ngay cái lúc này cần những người dám làm, đương đầu hết mọi tình huống khó khăn, kể cả đương đầu các vị mà tiêu cực ở trong livestream của tôi. Những người mà tôi gọi là hiệp sĩ, những người hiệp sĩ, phải đối đầu những người hiệp sĩ, phải dắt từng bước một cho những người hiệp sĩ của các anh đi cho đúng đường, đúng lối. Phải hướng dẫn cách thức viết, dùng những danh từ, cụm từ cho có văn hóa của Việt Nam. Phải đối đầu như thế đó. Tại vì các anh chưa bao giờ viết được cái câu văn nào mà nó có một cái lễ độ đúng văn hóa của Việt Nam. Vì thế mà làm một người lãnh đạo của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, tôi nói phải là dùng hết mọi thời gian cho từng cái cấp bậc ngoài xã hội. Cỡ các anh thì làm sao mà nói được văn chương, bởi vì các anh thì chỉ biết là a tỷ a muội thôi, còn toàn là những cái danh từ, tôi nói vô cùng thiếu văn hóa. Những hạng người đó thì đâu cần phải có bậc học sĩ học giả đâu, phải không? Những cái bậc mà học sĩ học giả đâu có cần thiết có để mà giáo huấn những con người mà nó vô liêm sĩ, vô giáo dục ở trong diễn đàn của tôi đâu, đúng không? Cho nên giai đoạn này giai đoạn những có phải cần những con người dám làm, giống như Francis này. Nếu ai mà thách đấu ở đâu là tôi đi liền, tôi không ngại. Cỡ như mấy các anh nó không cần các bậc học sĩ, học giả, tiến sĩ, tiến ung, chỉ cần có một con người dám làm giống như Francis này. À. Cho nên xã hội đất nước ngày hôm nay không cần thiết phải có bậc học sĩ, học giả ngay lúc này, mà có những người dám làm, dám đương đầu với những con người mà thiếu văn hóa các anh ở trong diễn đàn của tôi, và đương đầu với cái tình huống vô cùng khó khăn ở trong đất nước ngày hôm nay, và dám đương đầu với tập đoàn cộng sản. Chúng nó là một lũ đa mưu trúc
cái có đầy đủ sức đạn, nhưng phải cần một con người dám làm như Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, hoặc có đầy đủ mưu lược, chứ không phải cái bậc học sĩ học giả lúc này chưa cần. Khi mà lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay trên hai miền đất nước thì lúc đó mới bắt đầu cần đến những cái con người mà cầm bút, mặc áo Weston. Chứ còn ngay lúc này chỉ còn con đường người biết đấm biết đá, giống như Francis nè, à, dám đương đầu với tập đoàn cộng sản mà không sợ cái tên Tô Lâm đưa ra trét tò gọi Francis trở về nước. Bởi vì Francis này có can đảm vén từng bức màn sự thật, từ tên Hồ Chí Minh lừa bịp cho đến tất cả những cái đương kim chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ba của bà, không có hiện diện ở trên bầu trời này cả, nó hiện diện ở đâu không biết mà lai sinh bà ra. Khi hỏi mẹ của bà, mẹ của bà nói lúc đó tôi đang làm là hộ lý quốc tế thì làm sao biết ai là cha của nó. đang làm hộ lý quốc tế mà sao biết cha của nó, cho nên là hãy để cho nó là tôi là để chữ cha và mẹ và cái tên tôi là mẹ ở trong đó là đủ rồi đó. Cho nên trong cái thời buổi này là cái trong thời buổi nó khó khăn, mà cái khó khăn này thì những cái hàng học sĩ học giả kia làm sao nó có khả năng mà nó làm việc được. Giống như trong cái thời buổi khó khăn như thế này, quý vị, cái đám mà ganh tị viên, cái đám hiệp sĩ ganh tị viên của các bạn ở trong diễn đàn của tôi, làm sao các anh có khả năng mà trường ra giống như tôi, làm sao quý vị có khả năng đứng lên trên diễn đàn hàng ngày như tôi để vạch trần những cái tàu ác của cộng sản, vạch trần cái sự thật của tên Hồ Chí Minh. Quý vị đâu có khả năng, đúng không? Quý vị chẳng qua là chỉ ngồi thờ cơ thôi, quý vị gọi là thành phần thờ cơ, không? Cho nên trong cái thời buổi này không cần phải các bậc học sĩ học giả, mà còn những người can đảm giống như Francis, đúng không? Phải có người mà anh minh giống như Đức Quốc Công Tổng thống Đặng Quân, đúng không? Chứ cỡ như mấy anh điệp hiệp sĩ ganh tị viên ở trong đây thì đâu có cần thiết phải dùng các ông là giáo sư tiến sĩ đâu, đúng không? Đúng không? Chào Victor Ngô. Các anh có trình độ như các anh đâu có cần các bậc học sĩ kia đâu, không? Xin phép. Một con người Việt Nam mà viết những câu không có văn hóa gì cái thứ đó thì cần những các bậc học giả học sĩ kia tới là hướng dẫn quý vị không? Không. Cần những con người dám làm giống như Francis này. À, như đó là đủ rồi. Một là tôi đập anh, hai anh đập tôi thôi, đơn giản như vậy, nhẹ nhàng. Không có nói ồn đơ gì thêm nữa. À. Cho nên các anh bỏ đi cái tôi của quý vị đi, cái tôi là nó thành cái tội. À, tôi nói hoài cái đó, cái tôi của các anh là nó thành cái tội, nó chẳng có giúp ích đỡ gì cho quốc dân Việt Nam. Trong khi quốc dân Việt Nam ở trong nước bây giờ rất là đau khổ, nào là công ăn việc làm, nào là mưa gió, cộng thêm cái chánh quyền ở đó làm một cái gì đó là làm cho quốc dân Việt Nam ghê tởm, sống ở trên đất nước Việt Nam giống như sống bợ đỡ vậy đó, sống bữa nay không biết ngày mai. Chứ cái thành phần mà lên trên diễn đàn của tôi đây là trời ơi, mấy anh làm gì có cửa mà để đi vô trong những cái hộp đêm ở trong Sài Gòn, đúng không? Cái anh chỉ thành phần chỉ rong mà thôi. Mới có thì giờ rảnh chạy xuống đây nghe Francis nè, giáo huấn nè, đúng không? Cho nên là các anh bây giờ bỏ đi cái tư duy của các anh đi, đúng không? Rồi trở về lại với quốc dân Việt Nam, hãy thức tỉnh giống như anh Thành, anh Hưng, Đại quý Thành, Đại quý Hưng, rồi Đại quý Mười, Đại quý Tú rồi đó. Thấy người ta là mang cái chức vụ là
cấp sĩ quan như thế đó, mà người ta còn thấy cái chán trường của tập đoàn cộng sản, người ta còn muốn bye bye nữa, không chứ các anh là cái thá gì, các anh chẳng qua là các anh kỳ thị rồi, cái tư duy của các anh nó hạn hẹp quá, rồi các anh xem cái sự khác biệt giữa các anh và tôi, chứ thật ra các anh bỏ ra đứng ra một người nói chuyện với các anh thì các anh thật sự cũng là một người cần thiết hữu ích cho quốc dân mà thôi. Các anh thì chỉ là cá mè, rồi người này nói một câu người nọ nói một câu rồi các anh hùa theo, nhưng bắt anh là một người bắt ra coi cái tự nhiên nhìn thấy các anh giống cũng như là ông Phật tu chín núi gì đó, chứ không phải là vừa đâu, đúng không? Hãy nhìn, hãy mà hãy noi theo gót các anh sĩ quan có công an cộng sản mà bây giờ người ta ly khai, ta trở về vương quốc dân đó. Hãy thức tỉnh vội vã như tất cả anh Thành, anh Hưng, anh Mười, anh Tú đó. À, nay mai còn tất cả các ông giám đốc công an khắp 72 tỉnh thành đó. Chúng tôi đang lập cái danh sách và để tâm Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng đón chờ hết tất cả những con người mà chấp nhận bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị nên nhớ, dù rằng quý vị là cộng sản đi chăng nữa, mà trong cái chiến lược của chính đệ tam Việt Nam Hòa, Việt cộng bỏ cộng, còn Việt Việt không giết Việt, đơn giản như vậy. Chỉ có bỏ đi cái chữ cộng sản ở trong cái đầu của quý vị thì tự nhiên quý vị là người Việt Nam. Mà là người Việt Nam thì sao? Thì chúng ta cùng xây dựng đất nước, đơn giản như vậy, chứ không còn băn khoăn lo lắng. Hơn thế nữa, anh đã biết anh là cộng sản và tôi biết anh là cộng sản, dễ chơi hơn là những cái đám mà gọi là nằm trong bóng tối, lâu lâu chạy lên diễn đàn Francis là đánh những cái câu văn mà thiếu văn hóa được cái đâu mới là đáng sợ. Bởi vì sao? Bởi vì những người họ chưa bao giờ họ biết cái hành động của họ như thế nào nữa, thì làm sao họ đem được cái tư duy của họ để phục vụ đất nước và làm bạn thân với mình được. Những con người đó là phải cẩn thận. Còn những người mà rõ ràng giống như anh Thành, anh Hưng, anh Mười, anh Tú, các sĩ quan trẻ rõ ràng như thế, quốc dân Việt Nam nới rộng vòng tay đón chào. Chứ các anh mà trong thời buổi này mà các anh, tôi nói còn chỉ có hai con đường, có hai khía cạnh thôi. Nếu anh là cộng sản thì tôi là quốc gia, còn nếu mà anh mà không theo quốc gia thì anh là cộng sản, đơn giản như vậy. Rất là đơn giản như vậy. Không có một cái thể chế nào thứ ba để cho anh đứng trong cái thời buổi này, cái thời buổi mà gấp rút nhất, chánh phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa gấp rút nhất và sẽ có mặt nay mai tại Sài Gòn, và tôi là một trong những người có mặt tại đó, xin nhìn những cái con người mà ngày hôm nay trên diễn đàn của tôi đánh phá, phải không? Tôi hứa quý vị là tôi không có làm hại quý vị, nhưng mà tôi phải nhìn mặt quý vị, tôi sẽ biết quý vị là ai và tôi nhìn mặt quý vị để cho quốc dân, chỉ cho quốc dân biết mà thôi. Chứ tôi không có làm hại. Dù các anh có bay lên trời tôi cũng bay theo, tôi níu xuống. Dù các anh có chung vô lòng đất tôi cũng đào banh ta lông, tôi bắt các anh lên. Bởi vì quốc dân cần biết mặt các anh. Nên nhớ nè, quý vị đừng có thấy là cộng sản Việt Nam ngày hôm nay nó có tăng đại pháo, nó có khả năng nó gìn giữ được là cái thành trì, cái ghế của cộng sản muôn đời. Hãy nhìn Tập Cận Bình kia, nó là sắp chết lên chết xuống, nó ngồi nó quằn quại đau thương. Hãy nhìn tên Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc, chúng nó mang những cái bệnh hoạn, phải nói là nhìn tên Nguyễn Phú Trọng phải nói là giống một con thú vật mà phải nói là lê thê lết thết. Trời ơi, mình nhìn thấy cái cảnh ta nói đi thế này đi chán đến đảo, mà bà Nguyễn Thị Kim Ngân bác không còn muốn đi bên cạnh, bác không muốn nhìn thấy cái cảnh mà quay phim mà thấy có bà đứng bên cạnh một con người bệnh hoạn. Thấy quái. Để tôi chứng minh cho quý vị biết cái bắt cấp bậc lãnh đạo của tập đoàn cộng sản ngày hôm nay là một lũ bệnh hoạn, một tên là thủ tướng mà không nghe ngắn, niễn nén,
một tên lãnh đạo đảng và đảng trưởng của họ là một thứ bệnh hoạn, trời ơi trời. Mà tôi mấy hôm trước giờ nghe người ta nói Nguyễn Phú Trọng bệnh mà tôi đâu có rảnh mà coi đâu, nhưng mà bữa hôm qua bỗng nhiên mà tôi đã nhìn thấy, ôi con người phải nói là nhìn thấy mà con người mà bệnh xuống rồi lại nhìn thấy nó ghê quá, vì nó không ra con người, nó đi cái tay chân tôi nó giật, là giật run run, cái chân phải dở cao lên mà bước lại ngắn, dở cao mà bước ngắn, còn cái miệng là phải muốn nói chuyện là phải mếu qua mếu lại nhiều lần như thế này cho cái gân cốt ở hai bên khóe miệng cho nó giãn ra, rồi lúc đó mới nói được một câu. Tôi nói bà Nguyễn Thị Kim Ngân, bà đứng bên cạnh, bà thấy bà mắc cỡ quá trời quá đất, bà đi tìm cách bà đi tránh. Tôi nói thật bà cũng biết được một chút liêm sĩ. Nhìn thấy cái tình huống của bà, mình nhìn cũng thấy bà có được chút liêm sĩ hơn là những cái đám ở trong cái diễn đàn của tôi. Trời ơi, toàn là những người mà quý vị bắt ra, toàn là quý vị là gì, quý vị là những người mà phải nói là chỉ là đi xe ôm rồi, bây giờ hết đi xe ôm rồi, là chỉ làm đi bán cà phê mướn, trời ơi cà phê mướn người ta không còn gì ở trong Sài Gòn đâu, có còn gì công việc đâu nếu mà làm. Đi bán cà phê mướn rồi đi xe ôm, còn con gái thì cha khổ cực, mình nhắc tâm cái đó mình thấy đứt ruột. Đó là cái mầm mống của quốc gia mà sống ở dưới thế chế độ cộng sản thì nó bị như vậy đó. Nhưng mà những hạng đó nói không nghe, bởi vì tôi đang nói cái chuyện mà nó to lớn ngoài cái tầm hiểu biết và tài năng của quý vị, cho nên quý vị xem rằng là điều đó khó có thể mà thành tựu, cho nên quý vị là tản lờ cái đó, đúng không? Cho nên cỡ quý vị là nói chuyện về ly cà phê hoặc là cái khăn tay hay là cái quần đùi hay là đôi dép đồ đi, vậy thì được. Chứ đối với quý vị mà nói chuyện là canh tân đất nước, vẽ chiến lược để mà trỗi ke hết tất cả tập đoàn cộng sản rồi lại, thường mấy cái đó thì quý vị nghe sẽ nổi. Phải không? Cỡ quý vị nói ly rượu đế nào, con dông nướng nào, hay là con dế nào, đại khái như vậy thì quý vị nghe rất là xuôi, rất là thoáng hơn. Nhưng mà nói về vấn đề mà phải hy sinh cuộc đời mình để mà phục vụ quốc dân, trời ơi, đó là quý vị không biết cái chữ phục vụ quốc dân là phục vụ sao nữa, quý vị chưa bao giờ biết luôn á, đúng không? Thì làm sao quý vị có thể hiểu biết được mà để mà chia sẻ cùng với tôi hay là cùng với quốc dân. Cho nên cỡ hạn như quý vị phải nói là nói chuyện nó mệt nhiều. Cho nên xin thưa quý vị, tên Hồ Chí Minh phải nói là rất là hên, bởi vì là cai trị trên một cái quốc dân phải nói quá là yếu, tên nó yếu hèn, không có khả năng cục cửa, không có khả năng mà chỉ trích cái tập đoàn lãnh đạo ngu dốt của họ. Họ không bao giờ, người Việt Nam mình dở nhất cái chỗ đó, yêu tự do, yêu cái cảnh tự do quá rồi quên đi cái đám lãnh đạo ở trên nó lừa bịp mình mà mình không bao giờ biết. Thấy các nước khác không, người ta giành lại tự do, ta giành bằng máu. Còn dân tộc Việt Nam mình ngày ta ù lì đi xuống đường, đi đả đảo, mà ở dưới đường ở đâu có 100 người 200 người đi đả đảo, còn cái số người mà đứng trên bờ mà xem đó hả, hàng triệu. Trời, tôi nói cuối cùng rồi nhìn ra thấy quý vị đâu có thương nhân loại đâu, đồng loại của quý vị đâu có thương đâu. Công an nhà vô nó quấn cái là trời ơi, dưới lòng đường chỉ có mấy trăm người, mà còn cái đám mà đứng mà nhìn coi đó hàng triệu người. Thật sự, cho nên tại sao Francis nói là ngày đầu tiên khi có lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay ở trên tiền đình Liên Hiệp Quốc và Dinh Độc Lập và hai miền đất nước, thì Francis sẽ có mặt tại đất nước trong những ngày giờ đầu tiên nhất. Để chi? Để tôi bắt những cái con người mà phải nói là thờ ơ vô trách nhiệm ngày hôm nay, để ra đứng trước quốc dân, cho quốc dân nhìn mặt thôi. Tôi nói là quý vị có chạy xuống, quý vị có bơi ra biển, tôi bơi ra theo, tôi nắm cổ quý vị mà có đào đất mà chung xuống dưới đó mà trốn, tôi cũng đào banh lên, tôi bắt ra cho bằng được. Để chi? Để cho quốc dân Việt Nam nhìn mặt thôi. Cháu làm nha. Để quốc dân Việt Nam nhìn mặt, cho đất nước nhìn mặt những con người thờ ơ vô trách nhiệm, những cái thứ này. Cho lên rừng cho nó bắt dế cho nó ra thôi, đúng không? Tôi sẽ đưa là các anh lên rừng, rồi tôi mang một cái thùng,
rồi cho anh bắt dế bỏ vô đó cho anh đã dế thôi, đơn giản như vậy, phải không? Xin phép. Có anh kia anh khói, anh khói, anh khói đã dế sao anh cười dữ vậy nghe. Chứ các anh mà ở trong ngoài xã hội nó cũng làm chọc xã hội thôi. Những con người ngày hôm nay nhìn thấy cảnh đất nước mà không góp vô một tay, không góp vô một ý kiến, thì những con người đó để trong xã hội chẳng qua là để nó chọc xã hội thôi mà. Đưa ngay lên rừng, phải không? Mang theo, tôi là người mang theo một cái thùng hay là một cái thao gì đó, bắt mấy dế cho các anh ngồi xuống đó, phải không? Ngồi xuống đó đá đi. À, cứ đá sáng đá mấy cái trưa, nghỉ chút rồi trưa đá mấy cái chiều, đá suốt như vậy. Ở ngoài xã hội sẽ có những người khác ta sống, ta làm việc, ta vì quốc gia dân tộc. Còn những con người nào mà ngày hôm nay mà yếu hèn, mà cảm thấy là thiếu cái tư duy đấu tranh, mất khuynh hướng đấu tranh, thì ngày mai đây tôi là người sẽ bắt những con người đó, cùng với quốc dân bắt những con người đó cho lên rừng đi đá dê trên đó. Đơn giản. Thấy chưa? Thấy tập đoàn cộng sản ngày hôm nay bây giờ nó run sợ. Chờ nó cầu nguyện hàng đêm được rằng là Biden sẽ đứng lên làm tổng thống. Để chi? Để cho Tập Cận Bình có khả năng nhuộm đỏ nước Mỹ, rồi cái là nó làm quay phong ở trên Hồng Vũ. Đó. Hôm nay là thứ sáu cuối tuần, đúng không? Và tôi đã cầu nguyện vừa xong. Bây giờ mời quý vị cùng tôi tản mạng qua những bài nhạc cuối tuần. Bây giờ chúng ta hãy là lên Ngọc Hoàng Thượng Đế xem ổng năm nay râu của ổng ra được bao nhiêu sợi và dài bao nhiêu ngàn cây số. Đúng không quý vị? Quý vị dám ngang nhiên cùng tôi bay lên mà đo râu của Ngọc Hoàng Thượng Đế không? Oh yes, we are with you here, ma'am. Thank you so much. Cùng Francis lên thăm Ngọc Hoàng. Chờ tạm biệt hè, nhìn lối bèn phất tình kỳ sấm chớp ầm.
Quý vị đánh giặc tới như quý vị thôi chứ giặc nào mà giặc nó ngồi hút thuốc à. Bye bye, tụi mày cơ. Ok, chào quý vị, một cuối tuần thật là vui vẻ bên người thân yêu. A Di Đà Phật.